Rồi, lo tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tình tổ quốc. Hôm nay tôi lại một clip gồm một lô câu nha anh em. Thì lô câu này lô câu cắt băng. Thì đa bên đây là hàng cắm gốc nha mọi người. Và bên đây là hai khúc, bên đây là ba khúc. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi tổng, nếu hàng lỗ không clip lên đó, thì anh em cứ gửi về cho em nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Tiên sẽ lên cho mọi người là một cây hàng một khúc nha anh em. À, cây này là một cây hàng một khúc. Thì cây này được độ mấy nhật độ chế rồi. Đó. Đây, bát là bát Pussy. Đó. Cái này là một khúc, phen là phen nòng súng, phen xít nha. Đó, phen xít. Tất cả phen ok hết. Đó. Xít xít. Bu chống sắn. Cái này thì dạng cho anh em coi trên ghe, trên bè. Đó. Còn khá là ok mọi người. Thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 50-80. Cái này dài là 1m16, đọt 1.9, nặng là 270g. Rồi giá cái thứ nhất 400 nha nè, 400k cộng ship cái thứ nhất. À, à. Một khúc nha mọi người, một khúc dài 1m16. Cây này đánh trên bè là ok luôn á. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người là một cây cần cục hãng. Đó. Thì cây này một cây cắm gốc. Đọt là đọt sợi thủy tinh. Đây mọi người, đọt sợi thủy tinh nhé. Cái này độ cứng là 60, dài là 1m8. Đó, cứng 60, dài 1m8. Cái này của hãng Romit nha mọi người, hàng Romit. Phen là phen hãng nha mọi người, phen là phen hãng, bát là bát hãng. Thì cái độ mới nó ra đâu đó tầm khoảng 90-92% nha mọi người. Đó, đừng keo chỉ còn rất là mới luôn. Đây, rất là ok nhé. Tất cả phen ok, không lỗi. Thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hết. Nếu hàng lỗi mà không dám clip lên thế này nè, thì anh em cứ gỡ về nhé. Thì cái này nặng là 225g, đọc 1.7, cứng 60 và 1m8. Giá công khai cây số 2, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Đó. Đây mọi người, một cây hàng Alpha Taco. Cây cần này là một cây cần carbon nha anh em, cây cần carbon Alpha Taco. Đây. Đó. Đây mấy cây. Đó. Thì cái này hai đọt mọi người, hai đọt. Nhưng mà một đọt này nè, một đọt cứng 50 nè, 50 cứng 60 đến 100 này, đọt này nó bị gãy khúc dưới đây nha, khúc đít dưới đây. Thì bé Nhật đã nói lại rồi. Đó. Đây game vô bình thường nha anh em. Nào, vẫn nghiêm như bình thường. Đây, đó. Rất là chắc, không nhúc nhích. Thì đọt này thì nó vẫn còn xin đây. Đó, đọt này còn xin. Bị gãy hay mấy Nhật muốn nó độ chế thế này thì không biết. Đây. Đó, một đọt zin, một đọt đã được làm lại hai đọt. Thì một đọt cứng là 50 đến 100, một đọt cứng là 100 đến 150. Họ ghi trên đây đây. Đó. Đọt cứng khoảng 50, một đọt cứng cỡ 100-150. Thì bát là bát thẳng, bát là bát Pussy, tam hoàng. Phen là phen Pussy hết nha anh em. Phen là phen Pussy hết luôn. Đây, phen Pussy hết. Thôi thôi carbon, đọt là đọt. Đọt này đọt carbon nha anh em, đọt carbon luôn. Ngoại hình tổng thể thì có xuất sắc theo thời gian, đó, không tránh khỏi. Còn cái xuất sắc thì bao anh em xuất sắc. Cản là cản mút, cản hở. Thì cái này nặng là 190g, đọt 2 ly 2 á, cứng ra tầm khoảng 50. Đọt 2 ly 4 độ cứng ra tầm khoảng 100-150. Rồi, giá công khai cái số 3, giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship số 3. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên cho mọi người một cây hàng của Shimano. Thì cái này một cây cần Shimano hàng cắm gốc. Phôi gốc của nó là phôi carbon hay da. Cái gốc của nó là gốc carbon thay da mọi người, đó, dạng sân ít. Cái đọt của nó là đọt sợi thủy tinh nha anh em, đọt đặc sợi thủy tinh. Đọt này về anh em đến bạo lực là hết bài. Phen này phen sứ loại xám, phen Pussy nhé. Đây, phen cây này còn rất là đẹp luôn, keo kỳ chỉ đều ok hết, đó, chưa bị ga ten, chưa bị gì luôn nè, rất là đẹp mọi người. Ở đây. Rất là ok luôn, hết nước chấm luôn á.
Thì cây này là một cây cần Shimano, dài là 1m5 nha anh em, dài 1m5. Độ cứng cái này tầm khoảng 80 nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 80. Đó, dài 1m5, độ cứng 80, hàng cắm gốc Shimano. Cây còn rất là mới luôn, độ mới cái này ra tầm khoảng 90-93% nhé. Bát là bát Fuji tam hoàng. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 1 triệu mọi người. Thì cây này nặng là 246 g, đọt 2 ly 5, cũng tầm khoảng 80. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên mọi người một cây cần hàng hệ. Thì cây là một cây cần của Daiwa. Daiwa Whisker, carbon Whisker. Thì dòng carbon Whisker này của hàng Nhật sản xuất nha anh em. Đó, của Nhật sản xuất. Thì cây này cứng 120, dài 1m6, hàng Daiwa. Đây mọi người, phôi là phôi sắn ít nha anh em, sắn ít sắn 2 da. Sắn rất là đẹp luôn. Đây, phen là phen Fuji lõ xám. Đây, phen còn rất là đẹp nhá. Đây. Keo chỉ ok hết. Đọt thấp. Đó. Phen ok hết nha mọi người. Bát là bát Fuji tam hoàng, cán là cán mốt ai qua cán hở. Tổng thể ngoại hình rất là đẹp luôn. Cây này ra tầm khoảng 90-92% nhé. Bát Fuji tam hoàng, cứng 120 và 1m6, nặng là 214 g, đọt 2 ly 4. Thì cây số 5 giá công khai là 1 triệu luôn nhanh nè, 1 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Thì cái số 6 lên cho mọi người một cây của hàng Misaki. Thì hàng Misaki này hàng của Korea nha anh em. Đó. Hàng Korea mà cây này cực kỳ chắc luôn nha. Chắc như nước cắt luôn. Thì bát của nó là bát Fuji. Đó, bát Fuji, cán là cán mớp. Cái phần cán cho cái bát của nó nè, nó làm bự ra. Đó, cho anh em rất là dễ cầm nha. Đọt cái này đọt đặc nha anh em, đọt đặc. Đó. Đọt này thì bao đến đâu lực này, đọt đặc. Phôi carbon, phôi gốc là carbon. Thì cái này được cái đặc biệt là nó sổ bộ phen và phen Fuji Sheet nha anh em, phen nòng súng. Đây. Soi kỹ bộ phen cho anh em xem. Anh em, đó, Fuji 16 phen nòng súng. Đó, phen dẫn là Fuji 16 phen nòng súng nè. Ba phen này là phen nòng súng nè. Phần trên đây là phen bóm nha mọi người, phen bóm. Nhưng mà nó vẫn là phen sheet nha anh em. Phen vẫn là phen sheet. Đó, bộ phen này đánh là chắc khừ luôn. Bu chống sắn. Bu Fuji luôn, bu sheet luôn nha mọi người, bu sheet luôn. Phen cực kỳ xịn luôn. Đây, dẫn dưới đây là phen nòng súng nè. Đó, cực kỳ ok nhá. Thì cái này cứng là một cứng 80 nha nè, cứng là tầm khoảng 80-100 á, khá là cứng. Dài 1m6 nha mọi người, dài 1m6, cứng ra tầm khoảng 80. Nặng là 285 g, đọt 2 ly 5. Rồi, giá công khai cái số 6, giá là 1 triệu 2 nha mọi người, 1 triệu 2 cái số 6. Tất cả phen carry Nguyễn Sinh nha mọi người. Đó, chưa làm gì lại hết, rất là ok luôn. Đó, phen shit xin xò. Rồi, tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây cần cắm gốc. Thì cây này của hàng gì em cũng không biết luôn, một cây hàng nào đẻ. Thì cây này vẫn là bạn phen, vẫn là phen Fuji Sheet nha nè, Fuji Sheet. Thì cây này dài 1m6, có hai độ cứng, một là độ cứng 60-80, một đọt là 100-150, 120-150 nha mọi người. Đây, đọt 2 ly 2 và đọt 3 ly. Nặng là 350 g. Đó. Đây, giá mới của nó 18.000 nghìn giờ đó tầm khoảng gần 4 triệu nha mọi người. Đây, cầm đây. Đó, cầm nó. Cây này về thì em chưa vệ sinh hết luôn. Đọt là đọt sữa tươi tinh nha anh em, đọt sữa tươi tinh, đọt đặc. Đó. Anh em đánh đọt này thì bao luôn. Đó, nại cá thoải mái. Bát là bát Fuji tam hoàng, phen là phen sheet. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Phen là hết chỗ chê luôn. Đó, phen sheet. Bu sheet luôn. Đó.
keo chỉ gỗ kê hết nha mọi người. Cây này còn rất là mới nha. Đó, theo đánh giá là còn mới. Cái cán của nó đây, cán mút nó bị ngã màu tí này. Đó, anh em lấy ô mô xà bông vậy, anh em sạc ra, lấy ra. Đó, khớp nối nó đây. Đó, rất là đẹp nha, cán dẹp. Cây này đánh trên ghe, trên bè là hết chỗ chê luôn. Đó, bát là bát Fuji Tam Hoàng. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 1,2 triệu nha. Đó, một đọt cứng là 60-80, một đọt cứng là 120-150 nha. Để qua cần 2 khúc như này. Rồi, tiếp theo sẽ lên cây số 7, cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco luôn. Đó, đó người, Alpha Taco. Thì cái này là 2m7 nha anh em, cây này 2m7, hôi là carbon sẵn hai da. Đó, thì cây này có 3 đọt, một đọt cứng là 30, 50, 50, 80 và 80, 120 nha anh em. Đó, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Đó, hôi là carbon hai da. Thì những cây nhiều đọt thế này nè, rất là thuận tiện anh em đánh luôn. Đó, tháng nào nước chảy xiết á thì lấy đọt cứng ra đánh, tháng nào mà nước chảy liêu, nước chảy yếu á thì anh em cứ để đọt mềm ra đánh, rất là cảm giác nha. Cây này cũng còn rất là mới luôn, Hancrea sản xuất, phôi và carbon, đọt đọt tháp nha, đọt là đọt tháp. Đó, cây còn rất là mới nha anh em, phen chỉ là nguyên zin hết luôn. Bu là bu dạ quang nha mọi người, bu dạ quang câu buổi tối rất là ok. Đây, tôi cái phần ở sau cho anh em xem. Rất là đẹp nhá. Cây này 3 đọt nha anh em, được 3 đọt. 3 đọt cứng khác nhau luôn. Quá ok cho cây cần. Thì cây này nó nặng là 400 g, cái này nặng 400 g, đọt 2 ly, đọt 2 ly 6 và đọt 3 ly, tương đương với 3 đọt cứng em đọc cho anh em. Rồi, giá cây số 8, giá là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cộng tiếp. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 vẫn là một cây cần Alpha Taco. Đó, nhưng mà cây này nó bị xước sát hơn cây kia, cây kia thì đẹp lung linh này. Cái này nó được cái là nó hai đọt, đọt cứng như nhau, đọt là 50-80 thôi. Đó, nên góc nó bị xước sát đây. Đó, góc bị xước sát. Phôi cũng là phôi carbon hai da. Đó, phôi này về câu là khỏi chơi, bát là bát Fuji. Phen là quen phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Cái này thì xước sát nha. Đọc cũng là đọc tháp. Đây, bù là bù dạ quang. Thì coi carbon hay da. Mấy cái này rất là chắc nha. Thì cái này nặng cũng là 400 g, đọc 2 ly 4, đầu cứng là 80, 50, 80. Giá cây số 9, giá 1,1 triệu nha mọi người. Đó, tiếp theo cây số 10. Cái số 10 lên cho mọi người một cây cần Holylock carbon Whisker. Dòng carbon Whisker này một dòng nội địa nha anh em, nội địa carbon Whisker. Phen này là phen cầu biển nha, phen cầu thành biển. Phen này rất là chắc luôn, đánh vô tư ăn muối. Phôi là carbon hai da đó, sáng ít. Bát là bát Fuji Tam Hoàng. Carbon Whisker, dòng này qua carbon hai da. Đây, phen đội 3 ở đây. Đó, mấy cây này của anh em câu biển đánh bao lực, câu cha chép rồi quân tư. Bu của nó đặc biệt là bu xít nha anh em, bu xít, bu xít màu chày. Đó, nó ôm cái xứ của nó ôm cái dòng kim loại ngoài này luôn. Đó, thì cái độ cứng siêu chuẩn, độ cứng là 80 và 27 là đánh lăng xê, đánh cha cầu chép được, cầu cha cầu chép được. Đó, đánh bạo lực cũng vô tư.
Thì cái này nặng là 380 gram, đọt 3 ly 5, đọt cứng 80, giá công khai cây số 10, giá 1 triệu 6 nha nè, 1 triệu 6 cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 là một cây cần hàng khá là nổi tiếng, một cây hàng hệ. Thì cây này số 11 là một cây Daiwa Kenyaki. Thì cây này còn túi nha nè, còn túi. Thì dòng Daiwa Kenyaki nổi tiếng rồi, đó, khỏi bàn. Gốc của nó là gốc gỗ nè, cán này bằng gỗ nha nè. Đó. Báo tà bát Fuji tem vàng Japan. Phen là phen cầu nha nè, phen cầu biển mà phen dạng phen dạ quang á. Đây, nhìn từ xa nè mọi người. Đó. Phen dạ quang nha mọi người. Đó, phen cầu biển. Thôi là carbon hai da, đó, sáng nít. Thì phen nó có bị oxy hóa một tí nè, đó, về anh em chịu khó vệ sinh giúp em nha. Cái này độ cứng cũng rất là ok, độ cứng 80 và hết 7, dài 2m4 nha nè, cứng 80 dài 2m4. Chuẩn bài cho anh em câu trên ghe, trên bè, đó, săn hàng. Săn nít nha mọi người. Đó, cực bằng săn nít. Rất là đẹp luôn. Để vào đây. Bù chống sắn, bù dạ quang. Đây, săn nít tới ngọn luôn nè. Những cây này mà anh em câu ngoài nắng á, rất là chói nha anh em. Đó, nở bật liền. Đây qua Kenyaki carbon kilowatt. Ngoa quăng tem là đủ hết nha. Đây, thì cây số 11 nặng là 400g, đọt 3 ly 5, độ cứng 80, dài 2m4. Giá công khai là 1 triệu 5 nha mọi người, 1 triệu 5 cộng ship. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 lên cho mọi người vẫn là một cây dòng cần Daiwa Kenyaki. Thì cây này vẫn là một cây bộ số bộ phen là phen biển nha anh em. Đó, phen biển dạ quang. Thằng Daiwa. Thì cây một cây Kenyaki 80 và hết 7 nha mọi người. 80 và hết 7. Cây này thì còn tương đối mới mà có bị xước vài điểm đây. Đây, chỗ này bị xước nè, đó. Góc đây nhìn còn khá là ok. Phen cây này thì được em xem là mới nha anh em. Đó, phen mới nha. Đó. Oxy quá rất là ít luôn. Đó. Phen cầu phen biển. Dạ quang. Bát bát Fuji tam vàng. À Japan. Carbon sóng ít nè. Đó. Phen đây rất là ok nha. Cứng 80 và hết 7. Rất là chuẩn luôn, săn hàng, đánh bạo lực. Đây. Đó, soi phen kỹ cho mọi người xem, rất là ok nha. Bu chống sắn. Chặt bòn sắn ít. Thì chỗ này nó bị chóc tem xước xát tí nè mọi người. Phần lại ok hết nha. Thì cái này nặng là 422g, đọt là 3 ly 3, cứng 80 và hết 7. Giá công khai cái số 12, giá là 1 triệu 8 nha mọi người, 1 triệu 8 cái số 12. Tiếp theo cái số 13. Thì cái 13 lên cho mọi người một cây vẫn một cây cần Daiwa Kenyaki. Đó, cây này vẫn là cây phiên biển, phiên cầu dạ quang nhé. Thì dòng Kenyaki này, dòng Kenyaki là đầu nha anh em. Đó. Carbon sóng quăng. Thì cây được cái độ cứng là 120 dài 2m4. Cây này được mọc cái màng bo nè. Trên này cũng vậy, bát bát Fuji tam vàng, phen là phen biển. Carbon sóng quăng nha anh em. Cái này anh em nào câu câu đáy săn hàng đó, đánh cái hàng bạo lực. Câu cái này cậu chơi hàng ở đây đó, phen cầu biển nha anh em. Cây này bị có phen oxy quá nha, nó trắng trắng thế này đây anh em, về chịu khó vệ sinh lại là ok liền. Kiểu con nó cũng ra nè. Bán cần thì cần sao thì báo anh em vậy. Carbon nha mọi người. Để sân hàng. Thì cái này nặng là 500g, đọt là 4 ly, độ cứng là
120, giá công khai cây số 13, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 lên cho mọi người một dòng gai qua Kentucky là đầu luôn. Đó. Cây này với cây kia là một cặp nha anh em, cùng thông số. Mà cây này nó được độ gốc nè, gốc có trọng độ thêm cây inox vô nè. Đó. Dòng xuống đất là khỏi chê. Đó, được độ vô. Cản là căn gỗ. Hoa văn mạ tiết cũng rất là ok. Carbon. Đó. Sẵn găng gút. Phen là phen biển nha anh em, phen biển, phen dầu quang. Thì cái này được cái là phen còn rất là ok nha mọi người. Đây, đó. Phen cũng rất là ok luôn. Carbon sẵn găng gút. Phen nó đây, đó. Còn rất là mới nha. Bu chống sẵn, bu dầu quang luôn. Rất là đẹp, tem nội địa còn rất là ok. Thì cái này nặng là 545 gram, đọt 3 ly 9, dài 2m4, đầu cứng 120, giá công khai là 1,4 triệu nhé. Cây số 14 1,4 triệu. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 lên mọi người một cây cần của Shimano, cái này còn full túi nha mình em. Để đọc thông số trước, thì cây cứng 50, dài 2m4, đó, của hàng của Shimano có túi luôn. Thì cây này dài 2m4, 2 khúc, nặng là 205 gram, đọt 2 ly, độ cứng 50. Đó. Hàng Shimano còn túi. Thì cây này foil carbon nha, chất liệu là carbon, mới len keng. Đó. Cái mốt thì qua. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji, loại xám. Càng còn rất là mới nha mọi người. Thì cái này hàng của China xuất Nhật nha, 52m4. Cái này anh em đánh lăn xe khỏi chê. Bu của nó là hình như là bu bu Fuji luôn nha anh em, bu Fuji. Được cái ngoại hình kia đẹp, không có xước xác nhiều hết. Đó, còn phun túi mà. Đó, góc độ ok. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là một giá là 750k nha anh em, 750k cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 một cây cần của Alpha Taco. Cây này cũng còn phun túi luôn. Đây, đó. Phen là phen phan xít như này, phan xít dạng phen kim ca. Đây, phen nó đi khá là gần bát mọi người, anh em về có thể giờ phen lên. Đó, phen nó đây cực kỳ dày nhá. Thì theo thông số thì cái này nó cứng, nó để là nó cứng 20, tẩm mực 20-60 nè. Em đo nó ra tầm khoảng 20-30 nha anh em. Đây, dài 2m4. Cán là cán cán nghe qua cán hở anh pha tắc cột dập lên cán luôn nè. Phen là phen xít qua các bò sáng ít bát là bát Fuji. Đó, anh pha tắc cột đây mọi người, dạng phen phen chân ca bu chống sắn càng rất là đẹp luôn. Đó, dạng này anh em về có cảm giác hết bài. Đó, cứng giờ tầm khoảng 20-30. Đây, thông số cứng nó để đây, mã có đầy đủ. Sẵn găng gút nha, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 177 gram, đọt 1,9, giá công khai kênh số 16, giá là 850k nha. Tiếp theo cái số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây cần phen lá. Thì cây một cây cần phen lá của Daiwa. Cái này còn túi nha anh em, còn túi. Thì cây này cứng 30 và H3 nha mọi người, cứng 30 và H3. Cản là cản dẹp nha anh em, cản là cản dẹp nè, pencil grip. Cây này còn rất là mới luôn. Đó. Cái này sách về hàng tỉnh về. Phen lá, phen Fuji. Bát tay qua. Đó,
cái mốt này qua. Xì bộ lào gà bột trong sẵn em thấy không, còn rất là mới luôn, khoen keo chỉ đều ok hết. Thì cái này sản xuất tại Taiwan nha nè, sản xuất tại Taiwan, phôi hạt xét, phôi đề cao cứng 30 2 3. Cái câu cảm giác là còn gì bằng này, câu chép rất là mới. Cái này nặng là 265 gram, đọt 1 đi 5, giá công khai cái số 17, giá 1.600.000 nha mọi người, 1.600.000 cái số 17. Còn tối nha, còn tối luôn, rất là ok, test đọt cho mọi người xem đó, rất cảm giác nha. Tiếp theo cây số 18, 18 lên cho mọi người một cây cằn của Ryobi, cây Ryobi phan lá đây mọi người. Cái Ryobi phen lá, phen lá này đa phần là phen xít như thế này, phen xít hết, phôi cũng rất là chuẩn luôn, phen xít Ryobi, cây cũng còn rất là mới luôn, bát bát Fuji tam vàng, phôi là phôi carbon, đây, đây. Cái này lại dài 3m3, độ cứng là độ cứng hấp, độ cứng hắc thì nó tương đương với tầm khoảng 80 nha mọi người, độ cứng hắc là tầm khoảng 80. Buộc chống sắn, chống nổ nóng nè, mã có đầy đủ nha em. Cái này sản xuất tại Korea, cái này anh em đánh lăng xê, câu cha chép, câu chim, rất là ok nè, đánh bạc bãi cũng được, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 363 gram, đọt 27, độ cứng 80, dài 3m3. Rồi giá công khai cây số 18, giá 1.600.000 nha, 1.600.000 cây số 18. Tiếp theo cây số 19, cây số 19 lên cho mọi người một cây hàng nội địa. Thì cây số 19 là một cây hàng nội địa của Nissin, dòng Nissin nội địa, phôi là phôi caro nha nè, phôi này là phôi caro, phôi này siêu ok luôn. Đó, carbon, phiên lá, bát Fuji tam vàng, phiên lá là phiên xít hết nha mọi người, chẳng gần bút. Cái này cứng 80, và 3m6, đánh lăng xê, tra chép, sẵn găng guốc nha. Bù trong sẵn đây mọi người, coi là coi caro nha anh em, dạng sẵn hay da, rất là đỉnh nha anh em. Lớp ngoài nó thủ một lớp sơn, anh em nhìn khó thấy, nhưng mà lớp trong á dạng sẵn găng guốc luôn. Thì cái này nặng là 378 gram, đọt 2 ly 5, độ cứng 80, giá công khai cái số 19, giá là 1.600.000 nha mọi người, 1.600.000 cái số 19. Tiếp theo cây 20, cây 20 lên cho mọi người một cây cần 2m4, 2 đọt, phen này phen dạ quang nè, nhìn từ xa anh em có thấy một đọt cứng 50, một đọt cứng 80, hoặc là phôi carbon, phan dạ quang nha anh em, còn rất là ok luôn. Bát là bát Fuji tam quang, bát Japan. Thì cây này một cây hàng em lấy từ thị trường Nhật về nhá, tên của nó đây nọ, 2m4, độ cứng 50, nộp 80, carbon sẵn găng gút, đọt đọt tháp, tất cả phen ok hết, không lỗi gì hết nha mọi người. Keo chỉ là nguyên zin, bù dạ quang nha mọi người, bù dạ quang. Rất là đẹp nha.
rất là chuẩn. Cái này anh em cầu lăng xe cha chép và uống tới đây à, cầu biển cũng được. Thì cái này 2m4 đọt 2 ly, độ cứng 50, đọt 2 ly 5, độ cứng là 80, giá công khai kỹ số 20, kỹ số mấy ta, kỹ số 20, giá là 900 nha anh em, 900 kỹ số 20. Cái này nặng là 295g. Tiếp theo là cây số 21. 21 lên cho mọi người một cây cần của anh Pataco. Đó. Thì cây này còn túi, còn hộp. Cái túi này tôi giới thiệu cần nha anh em. Thì cây này cứng 50, dài 3m3. Đó. Thì nó để độ cứng nó chạy dài từ 30 đến 80 nè, phân bổ lực là 64 hay gì đó. Chả biết. Em chỉ đọc thông số, nhưng thông số cơ bản thôi nha. Anh em nào chuyên sâu thì anh em có thể giúp em. Thì cây này dài 3m3, nặng là 315g, độ cứng là 50, 3 khúc, đọt của nó là 1 ly 6 nha anh em, đọt 1 ly 6. Cây này sản xuất tại China, hàng Alpha Taco. Thì cây này rất là mới nha mọi người, mới và đẹp. Cán nó dạng làm cái cán dẹp dẹp nè, rất là ok nha. Dây bao của nó còn nè. Thì đặc biệt cái nữa là cây này sống bộ phen là bộ phen nòng súng nha anh em, phen nòng súng. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nòng súng. Đây nè, rất là ok nha, Fuji bù chống sắn. Cây còn rất là mới nha mọi người. Đó. Giờ tầm khoảng 90%. Có vài điểm xuất sắc chứ. Để không ảnh hưởng cái phôi. Rất là ok nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 21 giá là 1 triệu nha. Tiếp theo cây số 22. 22 lên cho mọi người một cây cần Ruby. Thì cây Ruby này đặc biệt một cái là nó sử dụng nguyên bộ phen xít đó nha mọi người. Đó, xét nguyên bộ phen xít. Thì cây này một cây chất liệu là sợi thủy tinh. Đó. Đây, phen xít nha mọi người. Đó, phen xít. Bát bát Pussy Tam Quang. Phen xít này mà anh em tháo một phen xít này mà ra là dựng được căn khác là ok liền. Đó. Phen xít thế này nè, nó ra dây rất là mượt, giảm nhịp độ ma sát nó, giảm ma sát với dây cho mọi người nhé. À, bu xít luôn. 3 khúc, cây này dài 3m3, độ cứng là 50 nha nè, độ cứng 50, dài 3m3. À, đánh lăng xê, tra chép thoải mái. Phen xít thế nhanh nè, phen rất là ok và chuẩn. Thì cái này nặng là 516g, đọc 33, đọc cứng 50, giá công khai cây số 22, giá là 750k nha. Tiếp theo cây số 23, 23 cây cuối cùng, một cây vẫn một cây hàng đánh bạo lực cho mọi người. Đây, một cây 3 khúc, phen cầu biển, foil là foil carbon. Thì cây này là một cây Ruby dài 3m, sửa bộ phen là phen biển cho mọi người, phen biển. Phen cầu, phen giả quang. Đó. Bát là bát Fuji, phôi là phôi carbon. Đó. Bát Fuji nha nè, phôi carbon. Góc là góc gỗ, đó trọng. Thì cái này có xuất sắc nha mọi người, xuất sắc thì ti. Cái này cứng 120 nha mọi người, cứng 120, dài 3m. Cái đánh bạo lực hết bài luôn á, đánh bạo lực. Carbon sẵn nè, hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa. Phen rất là ok nha. Thì cái này nặng là 577g, đọt 3 ly, đọt 3 ly và 3m, giá công khai cây số 23, giá là 900 nha mọi người, 900 cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 23 cần lên cho mọi người. Nếu anh em ưng cái nào chốt là lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.